Nguyên Audio xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay tiếp tục lên sóng để giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc đài cassette cổ đến từ đất nước Nhật Bản mới về trong ngày hôm nay. Đó là chiếc đài Sharp GF508SB, chiếc đài về tại cửa hàng Nguyên Audio trong tình trạng xuất sắc, zin nguyên bản, mọi chức năng hoạt động hoàn hảo. Chiếc đài này là đài một cục quý vị nhé, chiếc đài một cục có quai sách để cho chúng ta sách đi chơi rất là tiện khi quý vị và các bạn chúng ta sử dụng. Nó về trong ngày hôm nay, về trong ngày hôm nay là ngày 27 tháng 10 năm 2021. Chiếc đài được rất nhiều anh em săn lùng trong thời gian vừa qua, rất đáng để cho chúng ta sưu tầm quý vị nhé. Chiếc đài một cục này thì nó chạy một cửa băng cassette này, có radio AM, FM, tần số sóng 108. Ngoài ra có đường line in out để cho chúng ta kết nối với các thiết bị thông minh như điện thoại, laptop, máy tính này. Nó rất là đặc biệt. Nó có cả e căng quý vị nhé, e căng để chúng ta đậy loa vào này. Nguyên Audio sẽ đậy cái e căng này vào cho chúng ta nhé, để bảo vệ cái màng loa bát để tránh trẻ con nghịch vào, chọc vào. Thứ hai nữa là tạo cái điểm nhấn cho chiếc đài này thì nó cổ kính hơn và nó đẹp hơn quý vị nhé. Và loa của nó thì có đường kính là 18 cm. Loa bát có đường kính 18 cm và có công suất là 40W, 40W một bên quý vị nhé, 40W một bên này. Đây, quý vị nhìn thấy đây, nó còn nguyên tem về. Và bây giờ tiếp tục Nguyên Audio sẽ bỏ cái e căng lưới sắt đằng trước này ra để quay cho chúng ta cái mạ chrome của hai chiếc loa bát và loa chép quý vị nhé. Như đây quý vị nhìn thấy đây, cái mạ chrome của nó thì sáng bóng, chúng ta có thể soi gương được này. Một bát một chép này, có vi tinh chỉnh chép riêng biệt này, và nó có làm cái phễu phễu loa đằng trước này nhé quý vị nhé, rất là cổ kính và rất là đẹp đấy ạ. Tất cả bên trên này thì có những cái nút vi tinh chỉnh thì nó nằm ở bên trên, có dàn đèn nháy hiển thị công suất độ nhạy này, và nó có đầy đủ các tính năng như là tua nhớ bài từ bài số 1 đến bài số 11, tua nhớ bài đi, tua nhớ bài lại này. Đấy, và có vi tinh chỉnh đây thưa quý vị, vi tinh chỉnh bát chép riêng biệt này, hai loa riêng biệt này, chúng ta thu âm này, thu băng này. Đấy, và các nút để cho chúng ta modem để cho chúng ta chuyển hệ đằng trước quý vị nhé, chuyển hệ từng các chức năng đằng trước. Chiếc đài thì rất là cổ kính thưa quý vị và các bạn. Và trước khi vào test thì Nguyên Audio cũng xin được báo giá luôn, cửa hàng Nguyên Audio đang bán với giá 18 triệu đồng và tặng quý vị và các bạn chúng ta một chiếc băng mát sen xịn 90 phút trị giá 300.000 đồng. Mọi nhu cầu quý vị liên hệ theo số điện thoại là 0358 237 899, Nguyên Audio giao hàng toàn quốc. Xin nhắc lại quý vị và các bạn một lần nữa, chiếc đài Sharp GF508SB quý vị nhé, một trong những chiếc đài rất hiếm về thị trường Việt Nam chúng ta. Sẽ test cho quý vị và các bạn chúng ta cái radio đầu tiên này. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình bài ca đi cùng năm tháng với những ca khúc viết về Hà Nội trong những năm tháng kháng chiến cứu nước và xây dựng đất nước qua những băng âm thanh hiện đang được lưu trữ tại kho băng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu chương trình là bài hát Bài ca Hà Nội của nhạc sĩ Vũ Thanh do nghệ sĩ Kiều Hưng trình bày. Nguyên Audio sẽ test cửa băng cho quý vị nghe nhé. Chất âm của nó thì rất là hay quý vị ạ. Đêm đêm đầm đà ngày đó gọi tên nhà nàng cắt nắng gần bên dàn hoa tứ quanh đường nhìn sang chồm nhớ thương thầm mơ ngày mai hứa đôi hôm qua mẹ bảo tôi nhớ hoa tứ nhà nàng ước cha thương đại khách họ hàng cô bác yêu khen nhờ nàng hãy giúp tôi màu hoa thắm chưa tàn nụ hoa còn giữ nhụy vàng
chắc nàng yêu tình tôi. Nhưng đêm chớ sầu, em bước qua cầu, cuộc tình tan theo bể dâu. Biết chăng ngày sau khi ngó về gần nhau, tình yêu đã vội phai màu. Đêm đêm người mùi hương, mùi hoa thứ bè bàng, hoa tình yêu rụng vỡ, một trời tím tím thơ thang. Nhà nàng với nhà tôi, tình thân thiết vô vàng, làm sao nàng nỡ thu phàng để tình tôi dở dang. Đầm đà ngày đó gọi tên nhà nàng cách nhà bên, dàn hoa cũng quanh tường, nhìn sang trông nhớ thương thầm, mưa ngày mai mưa đôi. Hôm qua mẹ bảo tôi nhớ hoa xứ nhà nàng, ước cha thương đại khách họ hàng màu hoa thắm chưa tàn, nụ hoa còn giữ huy vàng, chắc nàng yêu tình tôi. Nhưng đêm chớ sầu, em bước qua cầu, cuộc tình tan theo bể dâu. Biết chăng ngày sau ngó về gần nhau, tình yêu đã vội phai màu. Đêm đêm người mùi hương, mùi hoa xứ bè bàng, hoa tình yêu rụng vỡ, một trời tím tím thơ thang. Nhà nàng với nhà tôi, tình thân thiết vô vàng, làm sao nàng nỡ phụ phàng để tình tôi dở dang. Làm sao nàng nỡ phụ phàng để tình tôi dở dang.